Chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube Linh Kiện Star. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ với anh em một cái chiếc flycam thuộc phân khúc giá rẻ nhưng cái chất lượng của nó cũng khá là ok để anh em có thể tập bay cũng như là trải nghiệm. Đó chính là SG908 Max ha anh em. Và đối với cái chiếc flycam này thì ngoài cái gimbal chống rung 30 giúp ổn định khung hình ra như là cái chiếc SG908 trước đó thì nó còn có trang bị thêm một cái cảm biến để mình ném vật cản nữa. Như anh em thấy trên vỏ hộp này ha, nó có thêm một cảm biến 360 độ để có thể né vật cản và tránh va chạm, khá là ok luôn. Thì video này mình sẽ mở hộp cũng như là review với anh em về cái chất lượng thực tế của nó là như thế nào luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đập hộp để xem cái chiếc flycam này nó như thế nào cũng như là cái phụ kiện bên trong của nó là gì nha. Như em thấy nè, vừa mở ra thì chúng ta sẽ có ngay một cái túi, một cái túi vải để mà đựng gimbal. Túi này nó cũng khá là hay luôn anh em à. Nó có sẵn cho chúng ta một cái sợi dây đeo luôn nè. Đó, thì để chúng ta có thể đeo vai để mà đem đi ra ngoài một cách tiện lợi ha anh em. Rồi, và chúng ta sẽ thấy ngay đó chính là cái em flycam SG908 Max ha anh em. Thì thiết kế của chiếc flycam này nó rất là cứng cáp luôn. Nó cũng là cái thiết kế gấp gọn thôi cho nên nó khá là tiện lợi để chúng ta có thể đem đi ra ngoài. Tiếp theo ở trong cái hộp phụ kiện thì chúng ta sẽ có chính là cái tay cầm của nó ha anh em. Một cái chiếc tay cầm được thiết kế khá là gọn. Chúng ta chỉ việc bật lên và cũng như là kẹp cái điện thoại vào đây thôi là chúng ta đã có thể dễ dàng điều khiển rồi. Thì cái tay cầm của nó còn có thể mở rộng ra để chúng ta có thể thuận lợi hơn trong cái việc mà cầm nắm cũng như là điều khiển cái chiếc flycam. Và chúng ta sẽ có thêm một cái hộp phụ kiện cũng như đây chính là cái cảm biến của nó. Và trong cái phụ kiện thì chúng ta sẽ có những cái cặp cánh dự phòng này anh em. Đó, chúng ta sẽ có mấy cái cặp cánh dự phòng cho flycam. Cái cánh quạt của cái chiếc flycam này thì nó đều sử dụng bằng ốc hết. Cho nên ở trong các phụ kiện của nó còn cho chúng ta một cái vít cũng như là những cái ốc nhỏ nè. Đó, để chúng ta có thể tiện lợi hơn. Nếu như mà bị rớt ốc hoặc là bị mất á thì chúng ta cũng có cái để mà thay thế ha, khá là đầy đủ. Và đây chính là cái sợi dây cáp sạc của cái chiếc flycam này, nó sử dụng cái cáp sạc là micro USB ha anh em. Và cuối cùng đó chính là cái cảm biến chống va chạm có thể xoay được 360 độ của SG908 Max. Thì cái cảm biến này chưa khi nãy mình chia sẻ đó là nó có thể xoay được 360 độ luôn nè. Đó, thì nó sẽ giúp cho cái chiếc flycam này điều hướng cũng như là né và cản được nhiều hướng hơn chứ không chỉ riêng về hướng thẳng ha anh em. Cũng khá là hay luôn. Một lát nữa mình sẽ nói sâu hơn về cái cảm biến va chạm này của cái chiếc SG908. Như khi nãy mình chia sẻ, cái trọng lượng của cái chiếc flycam này đó chính là 534 gram. Nó nói chung là nó vừa đủ, cộng với cái thiết kế của nó vô cùng cứng cáp luôn thì chúng ta có thể bay một cách thoải mái cũng như là có thể kháng gió được khá là tốt. Cộng với cái chiếc flycam này nó có cái gimbal chống rung 30 anh em. Đó, cho nên về cái độ ổn định khi mà bay thì nó cũng khá là ok để chúng ta có thể bay test cũng như là trải nghiệm ha. Rồi thì mình sẽ tháo cái cover ở dưới để cho anh em coi cái cụm camera của nó. Thì nó có trang bị chống rung 30 á, cho nên cái việc bay và giữ ổn định cái khung hình khi mà bay nó khá là ok. Pin của cái chiếc flycam này thì nó có một cái viên pin với cái dung lượng pin là 3400 mAh. Đây nhìn em thấy nè ha, 3400 mAh, cho nên nó có thể bay liên tục là 26 phút trong cái điều kiện tiêu chuẩn ha. Nói chung cái thời lượng đối với một chiếc giá rẻ như vậy nó cũng khá là ok để chúng ta có thể bay một cách thoải mái rồi. Thì anh em có thể mua thêm pin để có thể bay được nhiều hơn nếu như anh em muốn ha. Và pin của cái chiếc flycam này thì chúng ta có thể sạc thông qua cái cổng là micro USB ở bên đây. Anh em có thể gắn trực tiếp vào flycam hoặc là sạc rời ở ngoài cũng được luôn nha anh em. Nó cũng sẽ có một cái nút nguồn và bốn cái đèn báo hiệu cái mức pin ở đây rồi. Anh em có thể căng vào đây để anh em có thể nhìn. Nhìn chung thì nó cũng tương tự như là những cái dòng SG908 khác thôi. Cái khuôn của nó gần như là tương tự ha. Rồi, tất nhiên một trong những cái điều quan trọng nhất của cái chiếc flycam này đó chính là nó có trang bị thêm một cái cảm biến gắn rời như vậy để mà tích hợp vào cái chiếc flycam để giúp cho nó có thể né được vật cản. Ở đây nó sẽ có một cái cover này, một cái nắp đậy nè. Đó, thì anh em muốn gắn cái cảm biến đó thì anh em phải tháo cái nắp đậy này ra. Anh em có thể sử dụng một vít nhỏ hoặc là cái gì đó mỏng mỏng á, anh em nạy cái này lên và lấy ra thôi. Nói chung cũng khá là dễ. Anh em có móng tay thì anh em có thể lấy ra trực tiếp luôn nó cũng được ha. Rồi, và sau khi mà tháo cái nắp ra rồi anh em thấy nè, ở đây nó sẽ có một cái vị trí thì anh em chỉ việc là gắn cái cover này, đây, gắn cái cover này trực tiếp vào cái lỗ như vậy thôi. Rồi, đó, gắn chặt vào là nó đã nhận cái cảm biến rồi anh em.
thì chúng ta sẽ kết nối với lại là cái ứng dụng để mà điều khiển với lại cái chiếc Flycam này. Như vậy là xong rồi. Và ngoài những cái điều đó ra thì cái chiếc Flycam này nó còn có một vài tính năng khá là thú vị, đó chính là một vài cái chế độ bay thông minh, như là bay theo kiểu cycle, là bay vòng vòng anh em, xong rồi bay theo cái kiểu là zigzag, có nghĩa là bay theo kiểu vòng cung á. Đó thì anh em cũng có thể linh hoạt hơn. Nói chung là những cái chế độ bay tự động thì sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian hơn mà vẫn đảm bảo được một cái góc quay đẹp ha anh em. Đó thì anh em có thể linh hoạt để mà sử dụng, nhìn chung nó cũng khá là ok để chúng ta có thể bay cũng như là trải nghiệm để mà test với lại là cái chiếc Flycam này. Và đây chính là cái tay cầm của cái chiếc XG908 ha anh em. Nó sẽ cũng tương tự như là cái tay cầm của cái chiếc XG908 trước đó thôi. Nó cũng gần như tương tự như nhau. Thì cái bán cầm của nó khá là rộng luôn, cho nên là anh em có thể gắn được những cái chiếc điện thoại từ nhỏ cho đến to luôn ha. Cũng nhìn chung thì nó khá là tiện lợi. Tay cầm của những cái chiếc Flycam này nhìn chung thì cầm vào nó cũng khá là chắc tay cũng như là chắc chắn, chúng ta cũng có thể dễ dàng điều khiển. Sơ sơ thì chúng ta sẽ có một vài cái nút chức năng cũng đầy đủ nè anh em. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái joystick để mà điều khiển Flycam, ở đây thì không nói rồi ha, thì gần như là tay cầm nó cũng có hết á. Thì chúng ta sẽ có cái nút để mà tắt nhanh cái GPS này, nhìn em thấy này, một cái nút để chúng ta có thể tắt nhanh GPS, một cái nút để chúng ta có thể stop, một cái nút để mà điều khiển cái trục của gimbal, cái nút để chúng ta có thể chuyển mode bay, và một cái nút là return to home để cho nó về nhà. Bên đây chúng ta sẽ có một cái nút để mà bấm chụp, một cái nút để mà bấm quay. Và bên cạnh thì chúng ta sẽ có cái nút mở tắt nguồn cái chiếc tay cầm này để mà kết nối cũng như là điều khiển với lại là cái chiếc Flycam ha. Nhìn chung thì cái tay cầm này nó cũng khá là đầy đủ những cái nút cơ bản để chúng ta có thể thao tác nhanh cũng như là bay nhanh với lại là cái chiếc Flycam này. Rồi và mình sẽ kết nối với cái ứng dụng luôn để cho anh em biết về cái ứng dụng của nó ha. Thì đối với cái chiếc Flycam XG908 Max thì chúng ta sẽ sử dụng một cái ứng dụng mang tên là SEL Max. Anh em thấy nè ha, ở trên màn hình nè, SEL Max chứ không phải là XG908 nha anh em. Thì đối với cái chiếc Flycam này chúng ta sẽ sử dụng cái ứng dụng này ha. Thì cũng tương tự như là những cái chiếc Flycam khác thôi, anh em sẽ vào ứng dụng này. Sau đó thì anh em sẽ mở nguồn tay cầm lên và mở nguồn cái chiếc Flycam lên. Đấy, vừa mở nguồn thì cái cảm biến của nó sẽ kích hoạt luôn ha anh em. Nói chung nó sẽ nhận luôn, chúng ta không cần phải thao tác gì nhiều hết để có thể sử dụng cái chiếc Flycam này. Và sau khi mà anh em đã mở nguồn tay cầm, mở app cũng như là mở cái chiếc Flycam lên thì anh em sẽ phải kết nối wifi để mà có thể điều khiển cái chiếc Flycam này ha. Em sẽ vào phần wifi nè, và anh em sẽ tìm cái mạng wifi của cái chiếc Flycam này. Ở đây đó chính là cái SEL nè, RTS nè anh em. Đó, anh em sẽ nhấn vào để cho nó kết nối ha. Đây, nó đã kết nối rồi nha anh em. Và sau khi kết nối xong rồi thì anh em sẽ nhấn vào cái chữ là GoFly. Thì như vậy nó đã nhận rồi ha. Thì anh em đã có thể bay được rồi, nhưng mà mình đang ở trong nhà, cho nên hiện tại là cái GPS của nó gần như là không có luôn. Cho nên là mình hiện tại là không thể bay cũng như là không thể điều khiển cái chiếc Flycam này được. Thì anh em chỉ việc ra ngoài thôi, tự động nó có GPS là anh em đã có thể bay với lại là cái chiếc Flycam này rồi. Thì giao diện của nó cũng khá là dễ hiểu thôi anh em. Chúng ta sẽ có thể quan sát được về cái GPS này, cái sóng wifi, cái sóng điều khiển của cái chiếc Flycam, thời lượng pin, một vài cái chế độ bay, chụp và cái bản đồ cũng như là cái hướng bay, và cái chế độ return to home cũng như là anh em cũng có thể setup được những cái chức năng trực tiếp ở trên cái ứng dụng này. Đó, nói chung rất là dễ thôi anh em. Cái giao diện của nó cũng tương tự những cái chiếc Flycam khác thôi. Anh em chỉ việc mò một xíu là nó sẽ ra hết thôi ha. Cho nên mình sẽ không nói sâu về những cái phần cài đặt này. Và thông tin cuối cùng về thông số kỹ thuật của cái chiếc Flycam này, đó chính là cái khả năng bay của nó. Nó có thể bay và truyền tín hiệu lên tới là 3 km anh em ạ. 3 km là một cái con số rất là ok luôn đối với một cái chiếc Flycam giá rẻ chỉ hơn 4 triệu thôi ha. Cho nên bây giờ thì mình sẽ sạc pin cái chiếc Flycam này, nó đang báo pin yếu ha anh em. Và mình sẽ đi ra ngoài, mình sẽ bay test thử để cho anh em cảm nhận được cái chất lượng thực tế của nó khi mà bay cũng như là cái chất lượng hình ảnh của nó là như thế nào luôn ha. We'll be right back.
Và vừa rồi thì mình đã test thử cho anh em cái chất lượng bay của chiếc Flycam XG98 Max này ha anh em. Nhìn chung thì cái chất lượng của nó vẫn khá là ok đối với cái mức giá của nó hiện tại ha. Thời tiết gần đây thì anh em biết rồi ha, nó khá là không đẹp, không có nắng cũng như là có nhiều gió, cho nên nó cũng ảnh hưởng một phần đến cái trải nghiệm khi mà bay đối với lại cái chiếc Flycam XG98 Max này. Nhưng mà dù sao thì cũng đem lại cho mình một cái chất lượng vừa đủ, cộng với cái khoảng cách khi nãy mình test nó có thể truyền tín hiệu đâu đó lên khoảng là hơn một cây số, thì đối với một cái chiếc Flycam giá rẻ như vậy, cái khả năng bay hơn một cây số cũng quá là ok rồi hả anh em. Thì mình nghĩ là ở trong những cái điều kiện tốt hơn nó có thể bay được xa hơn nữa đó. Rồi, và một vài cái video test về cảm biến thì anh em cũng thấy rồi ha, nó khá là hiệu quả luôn trong cái việc mà tránh va chạm cũng như là nó không cho chúng ta bay đụng vào cây hoặc là đụng vào tường ha. Nhìn chung thì cảm biến này nó cũng khá là ok để chúng ta có thể sử dụng được. Nhưng mà nó có một cái hạn chế, đó chính là khi mà các bạn sử dụng cái cảm biến này á, thì khi mà các bạn đi thẳng mà các bạn muốn lui lại á, thì cảm biến của nó khi mà nó hoạt động á, nó phải xoay lại phía sau để anh em có thể lui được. Cho nên thì nó sẽ tốn một khoảng thời gian tầm khoảng 50 giây gì đó để nó xoay cái cảm biến này từ trước ra sau để cho nó có thể hoạt động và nó có thể tránh va chạm được ở phía sau ha. Cho nên thì nó sẽ hơi bị delay một xíu, lúc đó thì nó sẽ hơi khó điều khiển á. Cho nên những anh em mà muốn bay nó được ổn định, muốn bay nó nhạy hơn á, thì anh em mình nghĩ là anh em cũng không nên gắn cái chiếc cảm biến này vào. Còn như anh em mà bay cẩn thận hoặc là muốn gắn cảm biến vào để đảm bảo được cái sự an toàn khi mà bay á, thì phải chấp nhận là nó sẽ có hơi bị delay một xíu ha anh em. Đó, cho nên là anh em lưu ý những cái điều đó để có thể bay nó được tốt hơn với lại cái chiếc XG98 Max này ha. Còn lại mọi thứ thì nó vẫn ok, cũng như là đáp ứng được đầy đủ cho chúng ta trong cái nhu cầu mà bay trải nghiệm cũng như là làm vlog cơ bản ha. Và thông tin về cái chiếc Flycam XG98 Max này thì đã để sẵn trong phần mô tả rồi, cũng như cái số hotline ở đó. Anh em quan tâm thì có thể gọi trực tiếp đến số hotline, cũng như có thể nhấp vào cái link ở dưới phần mô tả để có thể đặt mua và trải nghiệm về cái chiếc Flycam giá rẻ khá là ok này ha. Và mọi thông tin thì anh em có thể comment phần bình luận để mình có thể chia sẻ cũng như là giải đáp cho anh em nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo trên YouTube Linh Kiện Store nhé. Bye bye.